Minh Đường Tử Vi hoan hỷ chào đón các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự hành thông. Bước sang tháng 3 âm lịch năm 2021 sẽ gặp được nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi tháng 3 âm lịch năm 2021 của tuổi Mão. Tử vi tháng 3 năm 2021 âm lịch của tuổi Mão chi tiết nhất về các phương diện, sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe và cẩm nang vượng vận cho từng tuổi Mão. Tử vi tháng 3 năm 2021 tuổi Mão âm lịch về phương diện sự nghiệp. Sự nghiệp của người tuổi Mão khó mà phát triển rực rỡ dưới sự ảnh hưởng của tương hại. Bạn nên chuẩn bị sẵn tinh thần đối diện với những tác động xấu do người khác gây ra, đừng nên bi quan, từ bỏ những việc mình đã cố gắng thực hiện trong suốt thời gian qua. Tháng 3 này có thể nói là một tháng khá vất vả đối với bản mệnh. Bạn phải làm việc luôn chân luôn tay, thời gian nghỉ ngơi giảm đi nhiều so với trước đó. Tuy nhiên, những cố gắng của bạn chưa chắc đã đạt được kết quả như mong muốn ngay trong lúc này. Thậm chí, bạn còn cần phải đề phòng những kẻ nỡng tay trên công lao của mình. Bản mệnh chớ nên nới lỏng cảnh giác với mọi người xung quanh, cho dù đó có là người thân thiết nhất. Bạn bè thân thiết có thể lợi dụng sự cả tin hoặc sự thấu hiểu bạn để tìm ra cách hãm hại bạn. Song dù có rơi vào tình cảnh đáng buồn như thế đi chăng nữa, bạn cũng chớ nên thất vọng, tổn thương quá nhiều, có thể biến thành con giáp cực đoan. Hãy xem đây là cơ hội để đánh giá, nhìn nhận lại bản thân, xem ai là kẻ kết thân để lợi dụng mình. Công việc vất vả nhưng tiếc là gia đình không phải nơi bạn có thể nương nhờ. Thậm chí nhiều quyết định của bạn còn bị phản đối quyết liệt. Trước khi đưa ra sự lựa chọn, bạn cũng nên xem lại bản thân và đánh giá lại tình hình, xem những suy nghĩ của mình có thực sự chính xác không. Nhiều khi người ngoài có cái nhìn chính xác hơn người trong cuộc đấy. Nguyệt lệnh lâm tử cho thấy bạn khó mà thoát khỏi những suy nghĩ bi quan, thậm chí tự trách móc bản thân vì những sai lầm vốn không phải do mình gây nên. Những cảm xúc tiêu cực sẽ khiến bạn lún sâu thêm vào thất bại đấy, bạn cần tìm cách phù hợp để giải tỏa căng thẳng cho mình. May mắn là có các tinh thái dương chiếu mệnh, bạn, đặc biệt là nam mệnh dễ nhận được sự giúp đỡ của quý nhân hơn. Hãy nhớ rằng chỉ cần cố gắng hết sức mình thì việc tốt lành sẽ tự nhiên tới. Những người có cái nhìn đúng đắn về bạn sẽ chẳng ngại ngần gì mà không giang tay giúp đỡ bạn. Tử vi tháng 3 năm 2021 tuổi Mão âm lịch về phương diện tài lộc. Tình hình tài lộc của người tuổi Mão khó mà khá khẩm trong suốt tháng 3 âm lịch này. Tương hại cho thấy bạn gần như không tìm được những mối khách hàng, đối tác mới triển vọng. Thậm chí, nhiều rắc rối xảy đến còn khiến cho những người khách cũ thân thuộc quay lưng lại với bạn. Biến cố là một phần tất yếu của cuộc sống, bạn phải cố gắng vững vàng để vượt qua thì mới mong thành công và phát triển được. Nếu có rắc rối xảy ra, bạn cần bình tĩnh tìm cách giải quyết, nếu người khác hiểu lầm hoặc quay lưng đi với bạn, bạn phải dùng hành động thực tế để chứng minh, để khẳng định lại tên tuổi và danh tiếng của mình. Người làm đầu tư, kinh doanh chưa có nhiều kinh nghiệm chớ nên dễ dàng nghe theo lời rủ rê của người khác, cho dù đối phương có là bạn bè thân thiết. Bản mệnh trước hết cần dành nhiều thời gian hơn để trau dồi kiến thức, vội vã làm giàu có thể đẩy bạn vào cảnh trắng tay. Dưới tác động của nguyệt lệnh lâm tử, nhiều người trở nên thiếu quyết đoán. Bản mệnh phụ thuộc quá nhiều vào lời bàn ra tán vào của người ngoài nên trở nên thiếu chủ kiến. Tử vi tháng 3 năm 2021 tuổi Mão âm lịch, khuyên bạn cần tin tưởng vào phán đoán của bản thân hơn, bởi có nhiều lúc, chỉ người trong cuộc mới nắm rõ mọi gốc rễ của vấn đề. Tử vi tháng 3 năm 2021 tuổi Mão âm lịch về phương diện tình duyên. Thiên diêu mang lại nhiều mối quan hệ tình cảm cho người tuổi Mão. Thời điểm này, bạn bắt đầu chú ý hơn đến vẻ bề ngoài của bản thân nên dễ dàng thu hút sự chú ý của người khác. Một số người có thể tạo được thiện cảm với mọi người ngay từ lần đầu tiên tiếp xúc. Người độc thân có thể nhân cơ hội này để duy trì các mối quan hệ triển vọng. Nếu tinh ý, bạn có thể nhận ra những người thực sự nghiêm túc với mình. Nếu đã xác định được tình cảm của bản thân, bạn nên cho đối phương một câu trả lời chắc chắn. Tuy nhiên, bản mệnh cũng không cần thiết phải đến với ai đó một cách quá vội vã. Với những người mới gặp mặt được một, hai lần, bạn cần phải dành nhiều thời gian để tìm hiểu thêm. Những quyết định vội vàng có thể đem tới cho bạn nhiều rắc rối trong tương lai. Với người đã lập gia đình, đào hoa vượng lại đem tới cho bạn nhiều phiền não.
Những mối quan hệ phức tạp sẽ khiến bạn dễ vướng vào lời đồn thổi của người ngoài, cho dù bản thân bạn có trong sạch đi chăng nữa. Vì vậy, bạn cần chủ động tránh các mối quan hệ ám muội, không tạo điều kiện cho người khác gần gũi mình. Đặc biệt, người càng thành đạt thì lại càng dễ vướng vào các mối quan hệ tai tiếng hơn. Bạn cần kiềm chế bản tính phong lưu, không nên ham những niềm vui nhất thời, gây ra nhiều điều hối hận về sau và quan trọng nhất là sẽ tổn thương gia đình mình. Tử vi tháng 3 năm 2021 tuổi Mão âm lịch về phương diện sức khỏe. Mặc cho những biến động không ngừng trong sự nghiệp và tài lộc thì may mắn là người tuổi Mão vẫn có một sức khỏe khá tốt, chỉ cần bạn không dành quá nhiều thời gian để suy nghĩ bi quan, tự trách bản thân là được. Bạn hãy chú ý rèn luyện thể dục thể thao và ăn uống điều độ để có thể tiếp tục duy trì thể trạng của mình như hiện tại. Năng nổ tham gia các hoạt động tập thể hoặc hoạt động ngoài trời có thể giúp bạn quên đi nhiều điều phiền não trong cuộc sống. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi Mão trong tháng 3 âm lịch năm 2021. 1. Tân Mão, thuộc mệnh mộc, nam thái âm, nữ thái bạch. Khẩu quyết, dễ bị người thân quen phản bối, chú ý đề phòng trong mọi việc. Quý nhân, hợi, mùi. Tiểu nhân, dậu, thìn. Màu sắc may mắn, xanh da trời, trắng. 2. Quý Mão, thuộc mệnh kim, nam thái dương, nữ thổ tú. Khẩu quyết, không nên giữ những suy nghĩ bi quan, chủ động tìm cách giải quyết vấn đề. Quý nhân tuất, dần. Tiểu nhân tí, ngọ. Màu sắc may mắn, xanh lá cây, xám. 3. Ất Mão, thuộc mệnh thủy, nam thổ tú, nữ vân hán. Khẩu quyết, phụ thuộc vào người khác nhiều thì dễ bỏ lỡ thời cơ. Quý nhân, thìn, hợi. Tiểu nhân, dậu, tí. Màu sắc may mắn, vàng, xanh dương. 4. Đinh Mão, thuộc mệnh hỏa, nam thái âm, nữ thái bạch. Khẩu quyết, tình duyên nở rộ, được nhiều người quan tâm, yêu mến. Quý nhân, mùi, tuất. Tiểu nhân, thìn, ngọ. Màu sắc may mắn tím, xanh nước biển. 5. Kỷ Mão, thuộc mệnh thổ, nam thái dương, nữ thổ tú. Khẩu quyết, không nhận được sự giúp đỡ của nhiều người xung quanh. Quý nhân, dần, thìn. Tiểu nhân, Mão, tỵ. Màu sắc may mắn, xanh lá cây, nâu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chúc các bạn vui vẻ và nhiều may mắn, thành công trong tháng mới.